Xin gửi anh Tân Đào con clip đây là con trống của chim hồng gáy rồi nhá, có đảm bảo. Còn đây là con mái thì đôi chim này thì nó là đôi chim hồng, giống như cái cũng là rất là hiếm. Thì đôi chim này thì để cho bác là 1,5 triệu. Ok chưa? Hữu nghị đấy, khách quen quay lại là lấy lần thứ hai đấy.